chúng ta sẽ tắt miệng để một hơi nữa chúng ta trộn với lại bột thì nó sẽ không có bị tách rời giữa bí rau củ với lại bột riêng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bom Kitchen and More. Các bạn ơi, hôm nay Bom sẽ giới thiệu đến các bạn một cái món ăn cũng rất là nhanh gọn lẹ, đơn giản nữa và được làm từ rau củ, đó chính là bánh rau củ. Và nguyên liệu chính gồm có: thứ nhất là bột mì, một ít bột chiên giòn và một số những rau củ như là một quả bí ngòi, một củ cà rốt, một ít hành lá, vài quả trứng và cuối cùng là một số những gia vị như là một ít tiêu, một ít tỏi và cuối cùng là một ít đường. Và các bạn ơi, các bạn có biết không, bình thường thì những đứa bé nhỏ, những đứa trẻ nó rất là làm biếng ăn rau củ và các bà mẹ thì rất là thương con của mình, thấy như là trong cái mỗi bữa cơm mới đút cơm cho nó là thấy nó nhè 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 ra, nó không chịu ăn cơm, nó không chịu ăn rau củ thì nó sợ bị, các bà mẹ sợ con của mình bị mắc nghẹn rau củ á, thì lại là không cho nó ăn rau, không cho nó ăn hành, không cho nó ăn cất tất cả các loại củ luôn. Và vô tình cái tập tính thì tập cho cái con mình thì nó sẽ không ăn được, lớn lên nó cũng sẽ kén ăn rau củ và như vậy thì trong cơ thể sẽ không có đầy đủ chất dinh dưỡng cũng như là cái chất xơ. Vì vậy mà các mẹ có thể đánh lừa các con em của mình bằng cách là chúng ta hãy làm những cái loại bánh như thế này, như hôm nay Bông hướng dẫn, thì là sẽ giúp cho con của mình vừa ăn mà vừa chơi mà vừa đầy nạp vào cơ thể đầy đủ những chất dinh dưỡng nữa. Bây giờ thì chúng ta hãy bắt tay vào thì cái bánh bí ngòi rau củ. Trước tiên là Bông sẽ gọt vỏ của cà rốt. Trong cà rốt có rất là nhiều vitamin A, sáng mắt và bổ não các bạn. Bí ngòi thì các bạn cũng sẽ gọt vỏ. Và các bạn ơi, sau khi mà các bạn gọt vỏ thì bắt đầu chúng ta sẽ sắc mỏng và nhuyễn. Chúng ta sẽ cắt nhuyễn để một hơi nữa chúng ta trộn với lại bột thì nó sẽ không có bị tách rời giữa bí rau củ với lại bột riêng. Bông thấy là sắc cái này giống như là mình bập nhuyễn đó các bạn. Với cái món này thì Bông bao luôn cả các bạn trẻ, các bạn nhỏ kén ăn rau củ có nào thì cũng sẽ chịu ăn thôi. Tại vì khi mà nhuyễn vậy thì bé nó sẽ không biết là cái bánh này là cái bánh rau củ hay là cái bánh bánh chiên, bánh phồng chiên bình thường á. Tiếp đó là Bom sẽ cắt củ cà rốt. Cà rốt thì các bạn cũng sẽ sắc mỏng và nhuyễn, tại vì cà rốt nó sẽ lâu chín, nó sẽ cứng. Với lại nghe các bạn, Bông nấu ăn Bông có một cái tính, nếu như mà Bông mà sắc nhuyễn là phải cực kỳ nhuyễn luôn. Dù như Bông bầm tỏi cũng vậy thì cũng phải bầm cho nó thật là nhuyễn luôn, nếu như mà bự quá thì Bông sẽ không chịu. Ví dụ như Bông nhờ ai mà bầm giùm mà nó bự quá Bông cũng sẽ bầm lại. Các bạn ơi, sau một hồi cực khổ thì Bông cũng đã sắc xong bí ngòi và cà rốt, nhuyễn thiệt là nhuyễn luôn. Các bạn ơi, hành lá thì chúng ta cũng sẽ cắt cái phần lá thôi, chúng ta bỏ cái phần cuống đi. Hành lá các bạn cũng sẽ sắc nhuyễn. Các bạn ơi, sau một hồi cực khổ miệt mài cắm đầu vào sắc và không để ý đến những chuyện xung quanh thì Bông đã sắc xong bí ngòi, sắc hình hạt lựu nhỏ, nhuyễn hoặc là nhỏ và nhuyễn luôn. Hành lá cũng sắc nhuyễn và cà rốt cũng sắc nhuyễn, thiệt là nhuyễn luôn. Bây giờ cái công đoạn thứ hai đó chính là chúng ta sẽ đánh bột. Trước tiên là Bông sẽ cho bột mì, một ít bột chiên giòn. Và tiếp theo đó là Bông sẽ đánh trứng gà. Tiếp
đến là Bông sẽ nêm một ít tiêu, một ít đường, tỏi đã băm nhuyễn, và Bông sẽ đánh tơi hỗn hợp này lên. Sau khi bột đã tánh mịn như thế này thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ cho hết tất cả các rau củ vào. Tiếp đến là Bông cũng sẽ trộn. Chúng ta cũng sẽ đánh cho nó tơi lên nha. Bây giờ công đoạn tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ chiên lên. Bông tưởng tượng là cái bánh này nó sẽ giống như cái bánh Tây Yến ngày xưa. Bông cũng rất là hay làm cái bánh đó. Bột chiên lên. Sau khi mà dầu ăn đã sôi thì Bông sẽ cho bánh vào. Khi cho bánh vào thì Bông sẽ giảm nhỏ lửa xuống để cho nó không bị khét. Các bạn ơi, Bông hửi thấy một cái mùi rất là thơm. Và bây giờ thì bảo đảm luôn là các bé nó sẽ rất là thích ăn rau củ mà nó không có như là kén ăn các bạn nhẹ ra. Bình thường á, Bông á, mỗi lần một Bông mà hay đi về quê các bạn, là Bông có một cái nhiệm vụ đó là đút cơm cho cháu của Bông ăn. Nhưng mà các bạn biết không, mỗi lần mà nó ăn cơm á nha, là tất cả rau củ hay là thịt gì đó là đều phải sắc nhỏ thiệt là nhỏ, mặc dù nó đã lớn rồi, học lớp 2, lớp 3 đó các bạn. Và ăn á, mà có một xíu cọng hành mà hơi bự quá thôi là nó cũng nhè ra và phun hết ra cho bằng được luôn. Xong rồi, nó đã chín rồi, bây giờ đổ qua dĩa. Các bạn ơi, thế là món bánh rau củ quả của Bông đã ra lò. Nhưng mà các bạn nhìn, đố các bạn này giống con gì? Bông tự làm nữa, các bạn có thấy mắc cười không? Theo Bông nghĩ, mới đầu Bông định làm con cua, mà sau đó Bông thấy nó giống con nhện nhện, rồi bây giờ thì Bông lại thấy nó giống con bò chét. Thôi nhưng mà con gì cũng được, ăn đã. Bây giờ Bông sẽ mời các bạn cùng ăn với Bông nha. Mời các bạn nha, Bông sẽ ăn và nói cho các bạn biết cái hương vị nó như thế nào nha. Ngon, béo, rau củ quả thì là mềm. Là tại vì Bông róc rất là nhuyễn nên nó cũng rất là mau chín. Nhưng mà bên cạnh đó là nó hơi lạt một xíu. Nếu như cái này Bông ăn cùng với lại một ít nước tương thì Bông nghĩ là nó sẽ ngon hơn. Tại vì hoặc là mới đầu các bạn, khi mà các bạn nêm á, các bạn cũng có thể là bỏ thêm vào đó một ít muối nữa thì nó sẽ vừa ăn ngon hơn. Các bạn ơi, Bông thấy là món này rất là thích hợp đối với những cái bà mẹ muốn cho con cái mình ăn rau mà không thể làm cách nào để cho tụi nó ăn được. Chúng ta hãy nên làm những cái món như thế này. Rau củ quả chúng ta sắc nhuyễn, bỏ một ít bột, một ít trứng, chúng ta chiên lên và nói là đây là những cái món bánh chiên, thì chắc chắn là các bé nó sẽ rất là thích ăn. Còn bây giờ thì các bạn ơi, các bạn có yêu thích kênh của Bông không đó? Nếu như mà có thì các bạn đừng quên để lại cho Bông một like, share và hãy nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Bông nha. Và đừng quên ấn vào nút cái chuông để các bạn có thể nhận thêm được nhiều thông báo mới nhất từ Bông Kitchen. Còn bây giờ thì bye bye, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào ngày mai. Bye bye.